Vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với cửa hàng âm thanh 5 tép ạ. Và như đã hứa thì hôm qua thì mỗi ngày bên em sẽ vào buổi chiều buổi tối bên em sẽ lên sóng để giới thiệu các bác một cái lô hàng gọi là dàn giảm giá, thanh lý giảm giá, gồm có cả thanh lý cả cả xả kho cả giảm giá. Em gọi là đợt hàng này là gọi là đợt thứ hai các bác nhé. Thì như các bác đã hôm biết thì hôm qua thì bên em đã đăng một cái lô hàng cực kỳ là lớn, loa bố tép Hansen của hãng Audio King ấy, xả cho các bác chỉ giá 2 triệu 600 ngàn đồng. Và hiện nay là cái lô hàng đấy là các bác đặt quá nhiều, bên em thợ làm chưa kịp, cho nên mà để giữ đúng cái lời hứa như ngày hôm qua cho các bác là mỗi ngày em lên một lô, thì hôm nay em lên cho các bác là hai đôi, không dám lên một lô lớn, tại vì nó thực sự với các bác là nếu em lên một cái lô nó lớn, hàng nó lớn thì hiện nay là làm không kịp. Thợ nhà em làm hôm nay là trời rất nóng, làm quá tải, nói chung là hàng mà gửi đi không không kịp cho các bác thì các bác lại mong, các bác lại trách, cho nên mà em chỉ lên được những cái hàng mà số lượng nó ít. Mà sắp tới là sau nó khi mà cái lô kia nó xong gọn đây thì bên em sẽ lên những cái lô hàng tiếp theo mà lớn luôn cho các bác xem. Thì ngày nào thì cũng sẽ có thôi, tức là có ít có nhiều thì em sẽ lên liên tục. Thì hôm nào mà nhiều việc thì em sẽ lên những cái hàng nó ít để gọn như thế này, thì ví dụ như cái hàng này là không cần phải kiểm tra gì cả, bên em đã test ok hết rồi, cũng không cần phải mông má gì cả, các bác chốt phát là bốc lên xe là đi, cho nên mà em chọn cái hàng như thế này. Thì giá của cái đôi này thì hôm trước như các bác đã biết là bên em vừa rồi em bán là giá 7 triệu 500 ngàn đồng một đôi các bác, một đôi 7 triệu 500 ngàn đồng đối với hàng này. Thì hôm nay bên em chỉ bán cho các bác là giá kịch sàn, còn hai đôi cuối cùng. Hàng này là hàng đẹp, riêng nguyên bản nhá, không có phải lỗi, không phải làm lại gì, em nói em cam kết nhá. Là giá chỉ có 6 triệu 800 ngàn đồng cho các bác. 6 triệu 8 các bác nhá. Giá cực kỳ là rẻ rẻ luôn. Còn hàng thì là bao zin, bao xịn và bao đẹp như hình luôn. Còn một điều nữa, cái hàng này thì hôm trước bên em cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi. À, đây là một trong những cái dòng loa 3G mà của hãng B3. Bác nào quan tâm đến cái dòng này thì các bác click lên cái đường link ngay bên trên màn hình đấy, cái đường link mà nó vừa hiện lên đấy, tức là em đã giới thiệu chi tiết về nội thất của con loa này rồi, cả về phân tần, bát loa, thùng loa và tất cả mọi thứ. Các bác hôm nay em không quay lại nữa, thì bác nào có nhu cầu ấy mà muốn mua thì các bác click lên cái đường link đó để chúng ta xem, để các bác xem đấy, hoặc là vào trong hẳn kênh của em xem. Thì cái loa này thì em cũng đã nói rồi, đây là một trong những cái dòng loa mà nó thương hiệu, nó là thùng nhựa, giá nó tốt, cực kỳ là tốt. Em cứ hay nói đùa vui là gọi là các bác nào mà muốn mà bỏ tiền ít nhưng mà muốn dùng loa xịn thì chúng ta mua những cái dòng loa này. Thứ nhất là nó là dòng loa B3 gần đen của B3. À, một cái thương hiệu đẳng cấp rồi. Thứ hai nữa do là loa thùng nhựa, cái giá của nó rẻ hơn so với loa thùng gỗ. Đấy. Nếu như cùng cái loa như thế này, bát như thế này, tép như thế này, nếu như mà chúng ta bỏ vào cái thùng gỗ thì giá nó lên hơn 10 triệu rồi. Đấy. Nên bây giờ chúng ta chỉ bỏ số tiền này ít thôi, thì chúng ta đã có một cái cặp loa nó xịn, chất lượng như thế là loa loa kia, tức là chất lượng thì nó tương đương nhau. Tuy nhiên nó là lại giá rẻ hơn rất nhiều. Đấy. Loa này thì chúng ta để trong phòng trà karaoke hoặc là chúng ta để dùng loa monitor sân khấu thì cực kỳ là hợp. Về tính năng của nó thì em đã giới thiệu rất kỹ, và test âm, chất âm cũng đã test rồi. Các bác chất âm thì chúng ta click lên cái đường link phía trên nhé, cũng có cái đường link em test cái chất âm của loa này rồi. Hát karaoke ngon lành, nghe nhạc ngon, nói chung là thùng nhựa gọn nhẹ, xách tay cũng được, nói chung là loa thì chất lượng. Nhắc lại với các bác là giá là 6 triệu 8 một đôi các bạn, 6 triệu 800 ngàn đồng một đôi như thế này, có hai đôi duy nhất ạ. Bác nào nhanh thì bác được nhé. Và một điều nữa là cũng luôn cho các bác là cứ ngày nào em cũng lên, cho nên mà rất mong các bác đăng ký kênh của em càng nhiều đi, đăng ký càng nhiều đi. Và ngoài ra lúc khi chúng ta ấn vào cái nút đăng ký, chúng ta ấn luôn vào cái nút có cái chuông ấy. Cái chuông đây để chúng ta nhận được cái thông báo khi mà em đăng video lên, cái là nó sẽ thông báo như cái tưng một phát là các bác biết là em có hàng lên, hàng mới lên để giới thiệu. Thì chúng ta ấn vào cái nút như thế thì cập cho chúng ta được cập nhật một cách nó kịp thời hơn, nó không có bị ví dụ như trường hợp là nếu như đăng ký mà không ấn vào chuông á thì nhiều khi là chúng ta cũng không biết được là em có hàng lên.
Đấy. Thì số và hàng ngày em sẽ lên, nói chung là em sẽ đăng liên tục trong vòng 10 đến 15 ngày, khi hết hàng thì thôi. Tức là sẽ giảm giá. Vì hiện nay là hàng bên em khá là nhiều, cực kỳ là nhiều, không có nơi để nữa rồi. Thứ hai nữa là trong cái mùa này cũng là một cái mùa chậm. Khẳng định với các bác là trong cái thời điểm hiện nay là cái thời điểm mà mua hàng tốt nhất trong năm. Giá rẻ, các bác được quyền ép giá. Được quyền ép giá và giá cực kỳ rẻ luôn. Cho nên mùa đấy mùa chậm mà. Cho nên mà các bác nào mà gọi là chúng ta mà điều kiện kinh tế nó hạn hẹp thì chúng ta nên mua những cái loa như thế này. Và em xin kết thúc cái video tại đây nhá. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng bên em ạ, số điện thoại ngay trên màn hình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.